Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc khách hàng nghiền lượt bày tỏ cảm xúc sau vài giờ. Tài xế ô tô con mở nắp capo khi đang di chuyển trên phố. Thoạt nhìn, nắp capo che hết kính trước, tài xế khó quan sát đường đi. Thế nhưng điều đáng nói là chiếc xe vẫn lăn bánh đều, không có dấu hiệu bị lệch hướng hay va chạm với phương tiện nào khác. Ô tô bật nắp capo, tài xế vẫn thản nhiên điều khiển xe khiến người xung quanh hoang mang. Dân mạng vẫn đang tranh cãi về tình huống này. Đến chịu bác tài đấy, làm sao để thấy đường mà đi nhỉ, lái xe bằng linh cảm à? Thành viên tờ Bơ bình luận. Thực ra mở nắp capo ra vẫn có khe thoáng để quan sát đường. Nhưng đã biết lái xe thì không ai để mở thế mà đi cả. Kể cả không đóng được capo thì tốt nhất là gọi cứu hộ hoặc buộc tạm chứ không phải cố đi như thế. Tầm nhìn thoáng còn gây tai nạn, huống hồ là tầm nhìn hạn chế, tài khoản quận L nhận xét. Hay là bác ấy nhìn camera 360 để theo dõi đường. Hoặc là máy móc có vấn đề rồi, xe đang bật đèn khẩn cấp kìa. Nhưng đây vẫn là một tình huống quá mạo hiểm, gây hại cho mình và cho cả những người xung quanh, một dân mạng khác cho ý kiến.